bất an và bất định. Đó là những nét phác họa thế giới trong năm 2017. Ở Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh, những cuộc chiến tranh, nội chiến và xung đột vũ trang liên tiếp diễn ra. Tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel chưa có dấu hiệu lắng dịu, bỗng như đổ thêm dầu vào lửa với phát biểu công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Donald Trump. Như để làm tình hình thêm ngột ngạt, Hoa Kỳ còn đe dọa sẽ cắt viện trợ đối với người dân Palestine nếu quốc gia này không quay lại bàn đàm phán hòa bình với Israel. Không chỉ có cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, sự thù địch giữa Iran và Ả Rập Xê Út thậm chí còn được dự báo là tác nhân phát tác mạnh mẽ nhất khiến cả khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh thêm bất ổn. Nội chiến tại Yemen vẫn tiếp diễn. Tình hình an ninh chính trị ở Syria, Iraq, Libya và Liban vẫn rất phức tạp. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của thế giới như trong năm 2017. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa với sự công phá ngày càng lớn hơn, đồng thời gia tăng năng lực tấn công lục địa Hoa Kỳ của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, cũng không nên xem thường năng lực không gian mạng của Triều Tiên. Năm 2017 cũng là một năm đầy biến động của châu Âu. Sau cú sốc Brexit, châu Âu tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của chủ nghĩa dân túy. Điển hình là căng thẳng chính trị ở Tây Ban Nha với sự lớn mạnh của các đảng ủng hộ Catalonia độc lập. Vấn đề của EU là không một vấn đề căng thẳng nào của khối này được giải quyết một cách triệt để. Từ những phản ứng giận dữ về chính sách nhập cư, cuộc vật lộn để duy trì đồng tiền chung châu Âu cho tới nỗi ám ảnh mang tên Brexit, mà tới giờ nó vẫn đang có những ảnh hưởng hết sức tiêu cực và dai dẳng lên các quốc gia khác của lục địa già. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ, nhận định về tình hình thế giới năm 2017 thì đa số ý kiến cho rằng năm 2017 là một năm có nhiều xáo trộn, trong đó nổi bật lên là sự bất ổn, bất an, bất định và khó dự báo. Vậy thì ông có bình luận gì về nhận định này? Vâng, tôi có thể nói là chia sẻ phần lớn cái sự đồng ý của tôi với cái nhận xét này. Đúng là một thế giới năm 2017 rất nhiều cái sự xáo trộn, rất nhiều cái sự bất ổn và nó tạo ra cái sự bất an cho rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hàng loạt các sự kiện làm cho người ta không yên lòng. Ví dụ như là nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, đúng không? Hay là chủ nghĩa khủng bố hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, hay là làn sóng di cư đấy, vào Liên minh châu Âu. Thế rồi thì những cái vụ đụng độ, chiến tranh diễn ra liên miên ở Trung Đông, đặc biệt là Syria. Thì có thể nói rằng đấy là một cái sự bất ổn mà thế giới không hề mong muốn. Thế rồi nó tạo ra cái sự bất an, mọi người rất là lo lắng và không biết là thế giới sẽ đi về đâu. Tuy nhiên thì dần dần vào cuối năm thì cái nhận định về cái gọi là sự khó đoán định hay là cái sự bất định đấy cũng đã được phần nào gọi là hóa giải. Lý do là các quốc gia lớn, nhất là những nước lớn ấy, sau một cái thời gian ban đầu thì đã dần khẳng định được hoặc là có thể định hình được cái chiến lược của mình. Ví dụ như Tổng thống Donald Trump ấy, thì cũng đã đưa ra được bản gọi là chiến lược an ninh quốc gia, trong đó khẳng định cái không gian chiến lược mới của Mỹ là Ấn Độ Thái Bình Dương chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hay là Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 thì cũng xác định là sẽ trở thành một cái cường quốc. Thì tôi nghĩ rằng là dần dần thì chúng ta đã có thể nhìn thấy được những đường nét lớn cho cái sự phát triển của thế giới trong cái năm 2018 này. Và vì thế thì chúng ta có thể, đúng không, sẽ giảm bớt đi được một chút cái sự bất an của mình và mong sẽ có một cái năm 2018 bình an hơn và yên ổn hơn. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh. Và thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, theo như quan sát của ông thì những sự xáo trộn và bất ổn của tình hình thế giới hiện nay thì có mang tính quy luật không hay chỉ là nhất thời thôi? Và nếu như nó mang tính quy luật thì cụ thể quy luật ở đây là gì? Tôi nghĩ là nó vừa mang tính quy luật vừa có cái tính rất nhất thời. Chúng ta thử bàn một chút xem là nó sẽ thể hiện cụ thể như thế nào. Cái thứ nhất là về tính quy luật ấy, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thế giới chúng ta vận hành theo những cái quy luật nhất định. Nó có rất nhiều những cái quy luật chi phối cả cái mối quan hệ giữa các quốc gia, cũng như là cái cách các quốc gia ứng xử với nhau rồi là tìm cái con đường phát triển và bảo vệ cái an ninh của mình. Ở trong lĩnh vực chính trị thì chúng ta thấy rằng là có những quy luật rất rõ ràng chi phối cái nền chính trị quốc tế. Ví dụ những cái quy luật về tương quan so sánh lực lượng. Bất kỳ một quốc gia nào mà họ có cái sự trỗi dậy về mặt năng lực và về cái sức mạnh tổng hợp của quốc gia ấy,
thì một cách tất yếu là họ sẽ điều chỉnh cái hành vi của họ ở trên trường quốc tế. Rồi những cái quy luật như là về cân bằng quyền lực, khi nào mà có một cái sự nổi lên về một cái sức mạnh nào đó trong quan hệ quốc tế thì cũng có một cái xu hướng tự nhiên là sẽ có một cái tập hợp lực lượng để cân bằng lại với cái quyền lực đó. Thế còn về kinh tế thì chúng ta thấy rất nhiều về quy luật, đúng không ạ? Rồi quy luật về cái mối quan hệ giữa cái quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Khi cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư ấy, nó làm cho cái cách thức mà chúng ta điều hành cả cái mối quan hệ trong sản xuất rõ ràng là nó thay đổi rất nhiều. Ví dụ như tự động hóa nó đặt ra những thách thức cho vấn đề về việc làm. Đấy, rồi chúng ta cũng thấy rằng là còn có những cái quy luật khác nữa, ví dụ như là quy luật về tính chu kỳ của nền kinh tế. Nó gọi là quy luật đến một mức phát triển nào đó thì nó cũng có dẫn đến những cái khủng hoảng nhất định, rồi lại có sự điều tiết, rồi lại đến sự tăng trưởng, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là có cái tính quy luật như vậy. Thế còn cái tính nhất thời thì ở chỗ là dù sao thì tất cả những quy luật này nó vẫn bị tác động bởi những cái quyết định của con người, nhất là ở cái tầng lớp lãnh đạo. Chúng ta thấy rằng là nước Mỹ dưới thời chính quyền của Donald Trump chẳng hạn đã đề cao cái nước Mỹ trước tiên, và điều này nó có tác động rất nhiều đến những cái quy tắc vận hành ở trong quan điểm quốc tế hiện nay. Thế thì cái tính nhất thời này nó cũng có tác động, nhưng mà về tổng thể lâu dài thì tôi nghĩ rằng là cái thế giới rồi nó cũng sẽ trở thành quy luật. Cái quy luật là có tính chất lâu dài, thế còn cái nhất thời là cái trước mắt. Và quốc gia nào đưa ra những quyết định đúng phù hợp với quy luật thì cái quốc gia đấy cái cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Thưa quý vị và các đồng chí, tuy vẫn còn nhiều bất ổn, bất an và bất định, nhưng xu hướng chủ đạo thì vẫn là hòa bình và phát triển, là khát vọng của người dân trên khắp thế giới về một thế giới hòa bình và hợp tác. Và điều này thì đã thể hiện rất rõ tại những cái sự kiện diễn ra trước thềm năm mới 2018. Và trước khi cùng tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì xin được kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự tổng hợp của chúng tôi. Trong bức tranh chung của toàn thế giới vào đầu năm 2018, những dấu hiệu hạ nhiệt đã xuất hiện tại các điểm nóng xung đột cùng với xu thế mới trong đối thoại và hợp tác. Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2018, thế giới đã chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên, một trong hai điểm nóng xung đột của thế giới trong năm 2017. Sau một năm căng thẳng leo thang tột độ, đôi lúc tưởng như cận kề bờ vực chiến tranh, thì bước sang năm 2018, tình hình bất ngờ chuyển hướng hạ nhiệt với những nỗ lực của cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Triều Tiên đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo đề xuất của Hàn Quốc, chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tuyên bố hoãn các cuộc tập trận chung trong thời gian diễn ra Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Các động thái xích lại gần nhau đã liên tiếp được hai bên đưa ra tại một thế vận hội đậm tính hàn gắn hòa giải dân tộc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề hơn nữa. Ông Trump cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ tham gia vào một thời điểm thích hợp và nếu những cuộc đàm phán này đạt được kết quả tích cực sẽ tốt cho toàn nhân loại. Một điểm nóng về xung đột nữa của thế giới là Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự hài lòng về những tín hiệu tích cực về tiến trình hòa bình tại Syria ngay sau khi Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria ở Sochi, Nga kết thúc. Đại hội đã thông qua 3 văn kiện, trong đó đáng chú ý là danh sách ứng cử viên tham gia Ủy ban nghiên cứu các vấn đề liên quan đến soạn thảo hiến pháp. Tuyên bố của đại hội cũng nêu rõ, Syria phải là một quốc gia dân chủ và không phe phái, được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng công dân, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và giới tính. Tuyên bố cũng đề cập tới 12 nguyên tắc để giải quyết khủng hoảng và đặc biệt là không hề đề cập tới số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Đây là bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc hòa giải dân tộc ở quốc gia Trung Đông này. Trong tháng đầu tiên của năm mới 2018, những chuyến thăm cấp cao, các cuộc gặp gỡ nhằm tìm kiếm những hướng đi mới trong xu thế hợp tác cũng là những chuyển biến được dư luận thế giới hết sức quan tâm. Theo đó, ngày 8 tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Trong chuyến thăm, Tổng thống Macron và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó có các thỏa thuận trong lĩnh vực hạt nhân và hàng không. Ngày 14 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm 6 ngày tới Ấn Độ. Tại đây, giới chức hai nước đã ký kết 9 văn kiện hợp tác song phương. Ngoài ra, Ấn Độ còn nối lại việc mua tên lửa của Israel. Ngày 19 tháng 1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thăm Pháp nhằm củng cố mối quan hệ Đức-Pháp. Tuyên bố chung của chuyến thăm này nhấn mạnh Đức và Pháp sẽ tìm cách tăng cường mối quan hệ kinh tế, nhất trí với các vấn đề về thuế và trên hết là chung sức chèo lái con tàu EU. Bên cạnh đó, chuyến thăm này cũng nhằm làm nổi bật sự ủng hộ của ông Macron đối với bà Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức. Ngày 31 tháng 1,
Thủ tướng Anh Theresa May có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi năm 2016. Với các thỏa thuận hợp tác trị giá tới 12,5 tỷ đô la Mỹ, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Anh không chỉ đơn thuần nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, mà quan trọng hơn là việc tăng cường hợp tác sau Brexit. Ngày 2 tháng 2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson có chuyến công du tới 5 nước Mỹ Latin là Mexico, Argentina, Peru, Colombia và Jamaica nhằm thể hiện sự quan tâm của Hoa Kỳ tới khu vực Mỹ Latin và trấn an các nước láng giềng sau những chính sách cứng rắn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với người nhập cư. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng mong muốn duy trì sự ảnh hưởng của mình tại sân sau trong bối cảnh sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc đang rất mạnh mẽ. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh ạ, có lẽ là cái sự kiện mà thể hiện rõ nét nhất cái xu hướng hợp tác và hòa giải trong cái thềm năm mới 2018 chính là cái Olympic Pyeongchang diễn ra tại Hàn Quốc. Vậy thì theo nhận định của ông thì liệu rằng kỳ Thế vận hội mùa đông này có trở thành một dấu mốc lịch sử và nó có thể mở đầu cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên hay không? Một dấu mốc lịch sử trong quan hệ liên triều, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì là từ rất lâu rồi chúng ta không thấy có một nhà lãnh đạo cấp cao cấp nào của Triều Tiên thăm Hàn Quốc, bởi vì phía Triều Tiên đã cử em gái của lãnh tụ Triều Tiên là Kim Jong Un, thì bà này cũng là có một cái vị trí rất là cao cấp ở trong chính quyền của Triều Tiên hiện nay, thì đã tham dự cái đại hội Olympic này. Hay là hình ảnh của hai cái đoàn vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên đi chung dưới một lá cờ là một điều cũng chưa từng có ở trong các cái sự kiện thể thao trước đây. Thế thành ra tôi nghĩ rằng nó lịch sử theo cái ý nghĩa đó. Thế còn nếu nói rằng là nó mở đầu cho một tiến trình hòa bình lâu dài thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không hẳn như vậy, theo cái nghĩa là trước đây đã có những nỗ lực để thúc đẩy cái tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Vì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế đàm phán 6 bên trước đây hay là dưới thời của Tổng thống Kim Dae Jung thì đã có cái chính sách ánh dương để thúc đẩy cái hợp tác hòa bình đối thoại với phía Triều Tiên. Thế nhưng mà rõ ràng cái sự kiện này nó đã nhóm lại cái nỗ lực đi đến hòa bình. Thế còn để đi đến một cái giải pháp rốt ráo căn cơ, ví dụ như để đi đến một cái giải pháp thống nhất cho bán đảo Triều Tiên ấy, tôi nghĩ đây là một quá trình rất lâu dài. Các bên phải giải quyết được ít nhất 3 cái vấn đề như thế này. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là liệu cái câu chuyện kinh tế sẽ giải quyết thế nào nếu một bán đảo Triều Tiên đi vào hòa bình thống nhất, đúng không ạ? Cái thể chế kinh tế đó nó sẽ vận hành như nào, kết nối hạ tầng như nào, phân công lao động như thế nào. Cái câu chuyện còn khó hơn câu chuyện thứ hai đây là nếu có một sự hòa bình thống nhất thì cái thể chế chính trị của hai bên sẽ như thế nào, nó sẽ theo mô hình của Hàn Quốc hay là của Triều Tiên. Thì đây là một cái chắc chắn sẽ có những cái cuộc đàm phán rất khó khăn trong câu chuyện này. Thế còn vấn đề thứ ba đây là nó còn là cái phản ứng và cái thái độ của các bên có liên quan khác. Ở đây trong đấy quan trọng hàng đầu tôi nghĩ là vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong cái câu chuyện này. Thành ra tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất nhiều của vấn đề lâu dài, nhưng mà dù sao thì cái hành động này nó đã góp phần hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên. Và để có một cái đánh giá chính xác hơn liệu nó có dẫn đến những cái mục tiêu lớn hay không ấy, thì chúng ta còn chờ thêm những cái động thái tiếp theo sau cái đầu Olympic này. Vâng, đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Còn với giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh thì sao? Ông có lạc quan về khả năng cho một cái tiến trình hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên? Nói một cách ví von thì nó giống như một cánh én báo hiệu cho mùa xuân. Và đặc biệt là trong bối cảnh mà cái tình hình mâu thuẫn nó rất là căng thẳng. Chúng ta biết là những cái cuộc gọi là đấu khẩu giữa Mỹ với lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thế rồi thì cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, thế rồi cái bao nhiêu vụ thử tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ấy, nó đã diễn ra trong năm 2017 và làm cho người ta rất là lo ngại về một cái cuộc chiến tranh nổ ra. Thì rõ ràng rằng là Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc và cái sự tham gia của đoàn thể thao Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Thì tôi hy vọng, đấy vẫn là một cái niềm hy vọng thôi, là sau cái sự kiện Thế vận hội này ấy, thì cái tiến trình đó sẽ được thúc đẩy. Đấy, công việc của bán đảo Triều Tiên, của nhân dân Triều Tiên phải do nhân dân Triều Tiên tự quyết định. Chứ còn thì với bất kỳ một sự tác động bên ngoài nào đều khó có thể đem lại một cái sự thống nhất mà phải chấm dứt. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp của Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức trước đây cũng vậy, năm 1990 cũng phải là một cái hiệp định 4+2 khi mà cả Liên Xô và Mỹ cũng như các cường quốc khác người ta không can thiệp vào cái công việc nội bộ của cái nước Đức lúc đó thì mới có thể có được một cái nước Đức thống nhất. Thì tôi nghĩ là bán đảo Triều Tiên cũng sẽ phải đi theo một trong những con đường như vậy. Vâng, và bên cạnh điểm nóng là bán đảo Triều Tiên thì Trung Đông cũng là một điểm nóng nổi lên, và đặc biệt là tại Syria, nơi mà đã gần 7 năm chìm trong xung đột.
thì với một cái sự khởi đầu bằng đại hội đối thoại dân tộc ở Syria diễn ra tại Sochi trong thời gian vừa qua, thì liệu rằng cái khả năng về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở quốc gia Trung Đông này sẽ diễn ra như thế nào, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm? Vâng, tôi nghĩ rằng năm vừa qua, năm 2017 thì nó nhen nhóm lên một cái hy vọng, đúng không, là khi là cái nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị gọi là tấn công và bị đánh bại ở phần lớn những cái khu vực mà trước đây họ có cái thế mạnh. Thế và cái đại hội gọi là dân tộc như thế này ấy, tổ chức ở Sochi cho thấy rằng cái vai trò của ngay cái nhà nước của Tổng thống Assad được sự hỗ trợ của các cái nước đồng minh, đặc biệt trong đó là có Nga. Và cái đại hội này thì được tổ chức tại Sochi dưới sự bảo trợ của Nga, của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong những cái biểu hiện tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Đó. Và người ta hy vọng rằng là với cái sự gọi là tham gia của các bên, với cái sự gọi là trợ giúp của các cái nước lớn như vậy, thì một cái tiến trình hòa bình gọi là vững chắc, vững bền sẽ được diễn ra ở Syria. Người ta đang bàn thảo tới cái việc là một cái hiến pháp mới sẽ được xây dựng như thế nào, thế rồi cái quá trình tổng tuyển cử, bầu cử ở đó như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là hy vọng, đúng không? Hy vọng năm 2018 nó sẽ là cái thời điểm bước ngoặt cho một cái tiến trình hòa bình thực sự ở Syria. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh. Và tiến sĩ Lê Đình Tĩnh ạ, trong năm 2018 này thì ở một nước lớn nữa, đó chính là Hoa Kỳ, thì sẽ phải đứng trước một cái quyết định lịch sử là liệu rằng có chấp nhận hay không các đề nghị của Tổng thống Donald Trump sửa đổi nội dung trong thỏa thuận lịch sử mà Iran đạt được với nhóm các cường quốc. Vậy thì theo ông, liệu có hy vọng gì hay không về khả năng tiếp tục thực hiện thỏa thuận P5+1 với những nội dung đã diễn ra như trước đây? Tôi cho rằng đây sẽ là một cái quyết định rất là khó khăn, bởi vì mấy cái nhân tố như thế này. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta thấy rằng là trước đây thì Quốc hội Mỹ là nói rằng là họ sẽ khó chấp nhận cái đề xuất của Tổng thống Trump là rút nước Mỹ rút ra khỏi cái thỏa thuận P5+1 này. Thế nhưng mà sau đó thì Tổng thống Trump có nói rằng là đây không phải là câu chuyện rút ra khỏi cái hiệp định này, mà là cái câu chuyện phải đàm phán lại một số cái điều khoản trong đó theo cái hướng là cứng rắn hơn và chặt chẽ hơn. Thì hiện nay Quốc hội Mỹ đang dừng ở cái chỗ đó. Thế nhưng mà đây thì chúng ta thấy rằng là đây không phải chỉ là cái câu chuyện của Mỹ, nội bộ Mỹ, mà nó là cái câu chuyện của các cái bên có liên quan khác. Trước hết chúng ta thấy rằng là cái yếu tố quan trọng hàng đầu đây là Iran. Thì chúng ta thấy rằng là Iran ý, họ cương quyết là về cái lập trường của họ ở cái chỗ là họ sẽ không chấp nhận một cái sự đàm phán lại. Đấy, và họ vẫn cho rằng là Iran đang tuân thủ một cách rất nghiêm túc các cái thỏa thuận, cái điều khoản của thỏa thuận này, và không có lý do gì để đàm phán lại. Thế còn một cái bên có liên quan khác là các cái thành viên khác ở trong P5+1, thì chúng ta thấy rằng là trước đây thì là Anh, Đức, Pháp đã có một lúc nào đó trong năm 2017 vừa rồi đấy, thì đã nói rằng là có lẽ nếu mà nước Mỹ rút ra khỏi hiệp định này thì Anh, Đức, Pháp và Trung Quốc, Nga và Iran vẫn tiếp tục thực hiện cái thỏa thuận này mà không cần có Mỹ. Thì đấy là một cái quan điểm từ khoảng giữa năm 2017. Nhưng về sau thì dưới cái tác động của Mỹ thì Anh, Pháp, Đức cũng có dịch cái quan điểm của họ gần hơn về phía Mỹ theo cái hướng là cũng gây sức ép trở lại cho Iran trong cái việc là cân nhắc những cái đề nghị của Mỹ. Đó, thế nhưng mà ở cái thời điểm này tôi nghĩ rằng là Quốc hội Mỹ có quyết định là chấp nhận cái đề nghị của Tổng thống Trump hay không ấy, thì họ phải cân nhắc cái tính khả thi của việc này để tránh cái kịch bản xấu nhất, đó là cái sự đổ vỡ của cái thỏa thuận P5+1 trước đó, hay là để cái quan hệ Mỹ-Iran rồi tình hình Iran nó đến một cái mức leo thang mới, thì họ phải hết sức cân nhắc cái này. Và thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, quay trở lại với khu vực châu Âu ạ, thì bên cạnh sự kiện Brexit và một vài cuộc khủng hoảng trên chính trường nước Đức cũng như là Italia, thì cho đến nay theo như quan sát của ông thì xu hướng hợp tác và đoàn kết để bảo vệ các giá trị trong và ngoài khối EU thì được thể hiện rõ ràng như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đúng là Liên minh châu Âu nói riêng cũng là châu Âu đã trải qua một năm đầy sóng gió năm 2017, khi phải đối mặt với một loạt những cái thách thức, từ cái chuyện là Brexit cho tới chủ nghĩa khủng bố hoành hành ở khắp các nơi, cho đến cái việc mà gọi là làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu. Nó tạo cho Liên minh châu Âu đúng là một năm mà tôi nghĩ rằng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trong một cái bối cảnh vô cùng đấy, là có nhiều cái xáo trộn. Đấy, tuy nhiên thì đúng là đến cuối năm rồi, do cái áp lực rất lớn, tôi nghĩ là từ những vấn đề an ninh thôi, đúng không? Rồi từ cái bài học kinh nghiệm của 60 năm hợp tác, đấy, cho đến cái áp lực từ cả phía Mỹ nữa, thì cái biểu hiện mà có lẽ là quan trọng nhất về cái sự đoàn kết, về cái sự hợp tác của Liên minh châu Âu chính là cái việc ra đời của một cái hợp tác cấu trúc thường trực quốc phòng, cái tên gọi là tiếng Anh gọi là
PESCO, đúng không? PESCO này ấy, là một cái cơ chế hợp tác về mặt an ninh ở đó mà 23 quốc gia của Liên minh châu Âu đã thống nhất được với nhau là họ sẽ có một cái ngân sách chung, đúng không? Thế rồi thì họ sẽ có những cái cấu trúc về mặt quân đội chung, đấy, sẽ có một lực lượng quân đội chung của Liên minh châu Âu để bảo đảm cái sự an ninh, cái sự toàn vẹn, cái biên giới lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Và đây là một cái bước tiến, tôi nghĩ rằng là có thể là một bước ngoặt, đấy, nói riêng đối với Liên minh châu Âu trong vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng. Thế rồi những biểu hiện khác thì rất là tốt, ví dụ như là cái khủng hoảng chính trị trong việc thành lập chính phủ ở Cộng hòa Liên bang Đức thì cũng đã được giải quyết, tức là Thủ tướng Angela Merkel bây giờ đã có một cái giải pháp để thành lập một cái liên minh. Hay là chúng ta thấy cái cam kết của Tổng thống Pháp Macron, Emmanuel Macron, cho cái việc là nước Pháp vẫn duy trì cái sự đổi mới, cái sự cải cách và đặc biệt là gắn chặt với Liên minh châu Âu. Thì nói tóm lại có thể thấy rằng là những biểu hiện ban đầu trong hợp tác giữa các nước của Liên minh châu Âu, đặc biệt là giữa Đức và Pháp, nó sẽ là một trong những cái tín hiệu quan trọng cho một cái Liên minh châu Âu sẽ được an toàn hơn, sẽ được thịnh vượng hơn và sẽ được hòa bình hơn. Vâng, và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã nhắc tới rất là nhiều những cái triển vọng về hòa bình, về hợp tác tại các điểm nóng trên thế giới, cả cũ lẫn mới. Vậy thì theo như giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh thì liệu rằng khát vọng về hòa bình, hợp tác và cùng phát triển trên toàn thế giới thì nó có trở thành một cái điểm sáng trong cái cục diện chính trị trong năm 2018 này hay không? Vâng, tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể có cái hy vọng. Có một điểm sáng chúng ta chưa nói, một cái điểm sáng này tôi nghĩ là sẽ giúp cho thế giới có thể có sự phát triển, đấy chính là kinh tế. Bức tranh kinh tế năm 2017 trên toàn thế giới rất là tốt. Đấy, theo các cái phân tích đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì tăng trưởng kinh tế cho toàn thế giới năm vừa qua là 3%. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Thế rồi ngay hai cái nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc thì đều có cái sự tăng trưởng. Thì tôi nghĩ rằng là chính cái yếu tố kinh tế nó sẽ làm cho thế giới sẽ ổn định và thịnh vượng. Và bây giờ thì bởi vì các nền kinh tế nó phụ thuộc vào nhau rất là nhiều, đúng không? Cho nên không một nước nào mạo hiểm hay là cố tình, đúng không, gây ra một cái cuộc khủng hoảng hay là tiến hành các cái cuộc gọi là tấn công vũ trang. Bởi vì chỉ cần một cuộc xung đột nổ ra thì ảnh hưởng sẽ rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là điểm sáng kinh tế, đúng không, và cái sự phụ thuộc vào kinh tế sẽ điều hành, đúng không, điều chỉnh cái hành vi của các quốc gia, và họ chắc chắn tôi nghĩ là sẽ hòa bình, sẽ hợp tác và sẽ có nhiều cái sự tiến bộ hơn nữa trong cái giai đoạn, trong cái năm tới, năm 2018. Vậy còn ý kiến của tiến sĩ Lê Đình Tĩnh thì sao? Quan điểm của ông về một năm 2018 sắp tới sẽ là như thế nào? Có lẽ là chúng ta cũng có quyền và có một chút cơ sở để hy vọng cho một cái năm đối thoại hòa bình hợp tác trong năm 2018 này. Ngoài những cái cơ sở của giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh nêu ấy, tôi cũng xin phép được nêu thêm một vài cái ý kiến từ cái góc nhìn của tôi, tức là chúng ta có cái cơ sở này bởi vì cái thứ nhất là một cuộc chiến tranh mà ở cái quy mô lớn ấy, thì nó sẽ rất khó có thể xảy ra trong cái năm 2018 này, bởi vì chúng ta biết rằng là có cái sự răn đe của vũ khí hạt nhân của cả cái cường quốc. Đấy là một cái yếu tố nó gián tiếp làm cho cái động cơ đi đến chiến tranh nó cũng phần nào đó được kiềm chế lại, đúng không ạ? Bởi vì là trong một cuộc chiến tranh hạt nhân thì không có người thắng cuộc. Đó là một cuộc chiến tranh mà người ta gọi là hủy diệt lẫn nhau một cách chắc chắn. Cho nên tôi nghĩ đến một yếu tố. Yếu tố thứ hai là các quốc gia đều xác định rằng là cái sự cuộc chạy đua về mặt kinh tế chính là cái con đường tốt nhất để xây dựng cái sức mạnh của quốc gia. Và để làm được kinh tế thì trước đương nhiên người ta phải cố gắng để tạo ra một cái môi trường hòa bình ổn định để tập trung vào cái mục tiêu này. Thế còn một cái điểm, một cái cơ sở nữa đó chính là cái khát vọng về hòa bình, hợp tác của toàn nhân loại. Thì cái đó cũng là một cái yếu tố nó tác động vào cái quá trình hoạch định chính sách của các quốc gia. Tôi nghĩ rằng là có lẽ cái thách thức lớn hơn ở những cái cấp độ khu vực và tiểu khu vực. Chúng ta nói là không có một cái sự xáo trộn lớn ở quy mô cấp độ toàn cầu. Nhưng có lẽ những cái cuộc xung đột ở cái quy mô nhỏ ở các khu vực thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không mong muốn, nhưng chúng ta cũng có những cái lý do để nó có thể xảy ra. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là những cái bên cạnh cái yếu tố đó thì những cái yếu tố mà nó làm cho nền hòa bình của chúng ta có một phần mong manh đi, đó là chủ nghĩa cường quyền, đó là cái khủng bố, những cái tư tưởng cực đoan nó vẫn còn tồn tại. Và như chúng ta phân tích ở đầu thì cái việc tuân theo các quy luật là vô cùng quan trọng, nhưng đồng thời cùng với đó là cái nỗ lực chủ quan để giữ cái nền hòa bình và một cái không khí đối thoại hợp tác cho năm 2018. Và cái này nó đòi hỏi cái sự hợp tác của tất cả quốc gia lớn vừa nhỏ, rồi cả cái tổ chức khu vực như ASEAN,
rồi Việt Nam chúng ta cũng có một cái vai trò rất quan trọng trong cái tiến trình đó. Và chúng ta cùng nhau hy vọng cho một năm 2018 tốt đẹp như vậy. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh và tiến sĩ Lê Đình Tĩnh đã giúp cho quý vị khán giả của chúng tôi thì đã nhìn lại một năm 2017 một cách khái quát nhất, cũng như là đã chỉ ra được những nét tươi sáng đầu tiên trong năm mới 2018 này. Xin được cảm ơn hai ông rất nhiều. Thưa quý vị và các đồng chí, vào đầu năm mới 2018 thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì đã kêu gọi người dân các nước hãy bắt đầu năm mới 2018 bằng sự đoàn kết, cùng chung tay giải quyết các thách thức để tạo nên một thế giới an toàn hơn. Và thực tế thì những chuyển động cùng niềm hy vọng mới đang bắt đầu bừng lên từ các quốc gia, kéo theo những thời cơ và thách thức mới. Và chúng ta hãy cùng chờ mong những điều tốt đẹp sẽ đến, chiến tranh, xung đột sẽ lùi xa, nhường chỗ cho sự hòa bình, hợp tác và hóa giải. Và để khép lại chương trình Người Quan Sát đầu xuân Mậu Tuất năm mới ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị lắng nghe những ước mơ khát vọng về sự bình yên, hạnh phúc và hòa bình của người dân trên khắp thế giới. Và cảm ơn quý vị và các đồng chí đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Khi được trở về nhà sau 3 năm phải đi lánh nạn, chúng tôi hy vọng an ninh và hòa bình sẽ tồn tại ở Syria. Chúng tôi đã chịu cảnh 3 năm trong chiến tranh, xâm lược, bao vây và áp bức. Như vậy là quá đủ. Tôi mong muốn chiến tranh chấm dứt và chúng tôi có thể bắt đầu năm mới với hòa bình, an toàn, an ninh. Tôi mong muốn hòa bình, an toàn, an ninh để những người dân được hưởng chế độ chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng tôi rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh. Giờ chúng tôi ở đây và chẳng có gì để ăn cả. Thời tiết thì quá lạnh. Tôi chỉ mong hòa bình để sớm được trở về nhà.